Công sản Việt Nam lại muốn làm điện hạt nhân tin đến từ Hà Nội. Ngày 3 tháng 9 năm 2019, thì Cộng sản Việt Nam dường như lại muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân để tìm cách đáp ứng đủ điện năng trong điều kiện các nguồn điện khác như điện than, điện khí và thủy điện bị thiếu hụt. Dẫn lời của ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nét viết rằng với tốc độ tăng trưởng sử dụng điện trên 10% một năm, Việt Nam cần thêm khoảng 4.000 mW nữa, tương đương là gần 43.000 mW. Hiện tại thì tổng cộng à, tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống điện là 48.000, nhưng mức độ khả dụng chỉ còn là 39.000 mà thôi. Theo Bộ Công Thương thì cho nhiều dự án nguồn điện lớn bị chậm tiến bộ so với quy hoạch, đặc biệt là các nguồn điện POT, các dự án nhiệt điện, than, vân vân nên hệ thống sẽ thiếu điện trong cả giai đoạn 2021 đến 2025, cho dù có sự bổ sung từ các cụm nhiệt điện khí lô bi, cá voi xanh trong giai đoạn 2024 đến năm 2025. Việt Nam có tiềm năng cao trong sản xuất điện mặt trời, tuy nhiên thì do không có hệ thống truyền tải đủ năng lực nên một số nhà máy điện mặt trời ở miền Trung phải hạ công suất vì quá tải trong khi đó, do việc khai thác than gặp khó khăn, trong khi sản xuất khí ở biển Đông bị trở ngại do sự xâm lược của Trung cộng, Việt Nam dường như sẽ phải nhập khẩu than và khí để sản xuất điện Hà Nội. Có kế hoạch xây dựng hơn 10 nhà máy điện hạt nhân ở ven biển miền Trung nhưng phải hủy chương trình này vào năm 2016 thiếu kinh phí và năng lực quản lý là hai nguyên nhân chính buộc Hà Nội phải từ bỏ tham vọng này, trong khi nhiều chuyên gia và người hoạt động môi trường kịch liệt phản đối kế hoạch này. Theo tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hiến, nguyên viện trưởng Viện Năng lượng, thì Việt Nam không nên bỏ hẳn việc phát triển điện hạt nhân mà cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào năm 2030.